khoảng tin cậy. Ở đây chúng ta còn hay tập trung đâu đầu đầu gọi là khoảng tin cậy. Tại sao vậy? Vì thường là chúng ta không hiểu nó lắm. Đúng không? Khoản tin cậy là gì? Đó là một cái khoảng tính toán để chỉ ra độ tin tưởng chúng ta vào một cái trung bình của một mẫu mà tin rằng là nó sẽ nằm trong trung bình của tổng thể. Ví dụ như này, chúng ta sẽ có 31 người với cái số mẫu trung bình cân nặng gọi là 64,4 pound, và cái độ lệch chuẩn của mẫu đó là 0,25. Tôi nói rằng tôi 95% tin tưởng rằng cái trung bình của tổng thể tất cả mọi người thế giới này á thì sẽ nằm ở từ khoảng là 63,6 pound đến 65,1 pound. Là nào điều này chúng ta chứng minh nó nhé. Đầu tiên, nếu chúng ta không có, nếu mà cảm thấy hơi khó khó mọi người nên đọc lại những sẽ video trước. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu chọn một cái gọi là cấp độ tin tưởng, mức độ tin tưởng là LOC. Cái này chứa cái xác suất mong muốn của cái khoảng trung bình tổng thể chúng ta muốn nó là 95%, là cấp độ tin cậy của nó là 95%, và cái mẫu chúng ta thì có 95% nằm trong cái khoảng sai số của cái trung bình của toàn thể của cái quần thể. Chúng ta như này, chúng ta sẽ dựa vào cái lý thuyết hạn thì center limit, hạn thì trung tâm, và chỉ ra rằng cái khoảng đó chỉ ra cái khoảng của cái trung bình tổng thể. Đầu tiên chúng ta cần tính cái set value, đó là một cái khoảng mà nó gọi là cân bằng đồng đều trong cái standard normal distribution ở phía trước. Cái đó cho chúng ta 95% xác xác suất là trung tâm của nó nằm ở giữa. Bây giờ chúng ta tính thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến sử dụng cái CDF. Như đây là khác một tí. Đầu tiên ta phải là lợi dụng cái phần ngược lại CDF. Ví dụ như này, chúng ta muốn tính 95% của cái khu vực mà cân bằng ở trung tâm ấy, chúng ta phải bỏ phần bên ngoài đi, 5% bên ngoài đi. Thế thì đầu tiên đã chia bên ngoài thành 5% nó thành hai phần, phần 25, 2%. Thế thì do đó chúng ta sẽ phải tìm cái giá trị của x, bỏ đi khoảng giá trị x từ 0,025, bỏ đi khoảng lớn hơn 9 0,975. Đây, nó bỏ hai bên đầu đi. Đây giữa rồi. Đó 95% tin tưởng đấy. Chúng ta hãy nhìn cái x này, bên trái là 0,25. 0,025 ở bên phải là 0,975. Và chúng ta có một cái khoảng trung tâm chứa 95% diện tích của cả cái đường thẳng này. Chúng ta sẽ trả quay lại cái vấn đề là cái Z value cao thấp này trong cái mục này nhé. Chú ý rằng chúng ta đang sử dụng cái standard normal distribution ở đây, thôi nói tương tự với các giá trị âm và dương, là nó không có để quan tâm dương vì nó là một cái dài thôi. Tính này, và nếu ta thấy là cái giá trị là cộng trừ 1,95, đây là phân bố chuẩn này, lấy bên trái này, trên này lấy ra cái công thức là PPF cái dài này, tức là với cái giá trị là 95% này ạ, sau đó lại lợi dụng cái lý thuyết trung tâm để tạo ra cái gọi là margin này, tức là cái biên lỗi của nó mà nó mới khoảng trung bình của mẫu chứa cái trung bình của tổng thể các đối tượng quan tâm theo trung bình của quần thể. Thì ở đây nó có 31 người thôi mẫu, và trung bình nó là trung bình 31 người đó là 64,4 pound, lệch chuẩn của nó là 2,05. Thì có E sẽ bằng là cái ZC là zero value,
của nó nhân với cái giá trị là độ phương cái hội chuẩn chia cho số lượng đối tượng nghiên cứu trong cái mẫu ra 0,72. Lúc đó ta có một cái biên lỗi với cái trung bình của mẫu à trung bình của cái mẫu thì ra đây có là gì? Ta có độ tin cậy 95%, khoảng 95% của chúng ta. Với khoản tin cậy này là 64,45 lần, có 95% trung bình của tổng thể của toàn bộ quần thể thế giới khoảng ấy. Cái gì? Tức là dựa vào cái mẫu của 31 người mà cái mẫu này thì có cái trung bình khối lượng là 64,4 và độ lệch chuẩn của mẫu là 2,05 thì tôi cam đoan 95% tổng trung bình của tất cả mọi người các đại mọi người thế giới này nằm trong khoảng từ 63,6 pound cho đến 65,1 pound. Một điều đáng chú ý ở đây đó là cái biên lỗi không biết biên lỗi chúng ta ấy, thì sẽ phụ thuộc vào thằng n. N càng lớn thì cái độ hẹp nó càng nhỏ và cái độ thay đổi của cái độ độ tin tưởng càng nhỏ. Có nghĩa là nếu chúng ta có một lượng mẫu lớn hơn thì nó càng độ tin tưởng cái cạnh cao hơn khi so sánh cái trung bình của mẫu với trung bình của tổng thể của quần thể. Ở đây vấn đề chú ý ở đây là gì? Là cái mẫu chúng ta phải ít nhất là 31 thì nó nếu không nó thể ta quay lại cái lý trung tâm này. Nếu chúng ta muốn áp dụng một cái độ một khoảng tin cậy cho một nhỏ một lượng số mẫu nhỏ hơn ấy, chúng ta cần phải sử dụng những cái bản phân phối có cái phương sai cao hơn, tức là nó phẳng hơn ấy. Đó là cái phần liên quan đến là tê đích cái phân phối Steven người sao sao cái này có sao nhé. Và hơn nữa thì ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về khoản này khi nói đến thành phần hồi quy tuyến tính liên quan đến cái tính toán này. Data science không chỉ là chỉ gọi hàm trên TensorFlow hay là Pytorch đâu, chúng ta phải hiểu từng nó tính như thế nào.